chương trình thời sự của đài phát thanh Long An. Kính chào quý thính giả đang theo dõi chương trình thời sự chiều nay thứ bảy ngày 18 tháng 2 năm 2017 của đài phát thanh Long An. Phần tin trong tỉnh mở đầu chương trình sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Nguyên chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trương Tấn Sang đi thăm quyền Đức Hòa, quyền một quả hợp mặt doanh nghiệp đầu năm sau đó sẽ là phần tin trong nước và thế giới. Trước hết mời quý vị cùng theo dõi nội dung phần tin trong tỉnh. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Chân Cần chủ trì hội nghị tổng kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017. Theo báo cáo, năm 2016, toàn tỉnh xảy ra 310 vụ tai nạn giao thông, làm chết 149 người, bị thương 275 người so với cùng kỳ giảm gần 13% số vụ, giảm trên 19% số người chết và giảm trên 22% số người bị thương. Mặc dù giảm cả 3 tiêu chí, nhưng tình hình tai nạn giao thông vẫn còn diễn biến phức tạp. Số vụ tai nạn giao thông gây thiệt hại về người và tài sản vẫn còn ở mức cao. Phương tiện gây tai nạn nhiều nhất là xe mô tô, chủ yếu là nam giới chiếm tỷ lệ trên 95%. Hội nghị đã dành nhiều thời gian để các địa phương nêu ra những khó khăn bất cập và đề ra giải pháp cụ thể để lập lại trật tự an toàn giao thông cho năm 2017. Hầu hết các địa phương đều cho rằng hiện nay, một số tuyến đường chính tại địa phương đã xuống cấp quá tải, tình trạng xe chở công nhân chạy quá tốc độ, cùng với đó, ý thức chấp hành luật giao thông của một bộ phận người dân chưa cao, người tham gia giao thông uống rượu bia, thanh thiếu niên điều khiển xe phân khối lớn vẫn còn phổ biến ngoài ra tình trạng chợ tự phát cũng gây cản trở giao thông Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Chân Cần yêu cầu các cấp các ngành và địa phương triển khai mạnh mẽ công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông ngay từ đầu năm, thực hiện các giải pháp phòng chống ủng tắc giao thông tại các địa bàn phức tạp, tăng cường thanh tra kiểm tra, giám sát hoạt động thực thi công vụ, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền năm an toàn giao thông 2017 với chủ đề xây dựng văn hóa giao thông trong thanh thiếu niên với tinh thần tính mạng con người là trên hết phân đấu trong năm 2017 giảm 5 đến 10% về tai nạn giao thông so với năm 2016. Dịp này có một tập thể được nhận cờ thi đua cùng 36 tập thể và 37 cá nhân được nhận bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh về thành tích tốt trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2016. Nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trương Tấn Sang về thăm quyền Đức Hòa tiếp ông có bí thư quyền quỹ Đức Quả Nguyễn Giang Úc, chủ tịch quỹ ban nhân dân quỹ Đức Quả Trần Giang Lành. Dịp này, nguyên chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã đến thăm các xã dùng sâu, dùng kháng chiến cũ của quyền Đức Quả như An Ninh Tây, Tân Phú, Quả Khánh Tây, Quả Khánh Nam, Hồ Thành và thị trấn Hiệp Quả. Đồng thời, ông cũng phối hợp cùng lãnh đạo quyền khảo sát một số điểm cầu giao thông nông thôn đang xuống cấp, Ông Trương Tấn Sang bày tỏ vui mừng trước sự quan tâm của chính quyền địa phương đến việc đầu tư cơ sở hạ tầng, thiết chế văn hóa, góp phần thay đổi dần bộ mặt nông thôn ở các xã vùng sông, dùng kháng chiến cũ. Tuy nhiên hiện nay, một số cây cầu giao thông nông thôn đang xuống cấp, huyện cần đầu tư nâng cấp để nhân dân ở khu vực này đi lại, vận chuyển hàng hóa an toàn, thuận tiện hơn. Khi cầu đường được đầu tư sẽ thúc đẩy kinh tế phát triển, góp phần giúp cho đời sống của nhân dân ngày càng được nâng cao. Quyện Mộc Quá tổ chức họp mặt doanh nghiệp mừng xuân đinh dậu năm 2017. Dự buổi họp mặt có các đơn chí lãnh đạo quyện, các doanh nghiệp trong và ngoài quyện đã và đang thi công các công trình trên địa bàn quyện. Năm qua các chỉ tiêu kinh tế xã hội của quyện đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Tổng giá trị sản xuất toàn quyện đạt 1.820 tỷ đồng, tăng 7,6% so với cùng kỳ năm trước. Đến cuối năm 2016, quyện đã hoàn thành và đưa vào sử dụng nhiều công trình có ý nghĩa quan trọng trong sự phát triển chung của toàn quyện có sự đóng góp to lớn của các doanh nghiệp trong và ngoài quyện đóng góp tích cực cho địa phương trong việc giải quyết việc làm tăng thu nhập nâng cao chất lượng cuộc sống cho người lao động bên cạnh đóng góp cho sự phát triển kinh tế các doanh nghiệp còn tích cực tham gia các hoạt động từ thiện góp phần chia sẻ những khó khăn trong công tác đền ơn đáp nghĩa an sinh xã hội Phát biểu tại buổi họp mặt, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Quyện Màu Quá Lâm Quà Xứng yêu cầu các cơ quan đơn diện hành chính quyền tiếp tục phối hợp tạo điều kiện cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, giải quyết kịp thời khó khăn trong đầu tư, tạo cơ chế quyết sách phù hợp cho sự phát triển kinh tế của doanh nghiệp, đồng thời mong muốn các doanh nghiệp nỗ lực hợp tác, phấn đấu phối hợp cùng sự lãnh đạo của đảng, nhà nước, đóng góp ý kiến tháo gỡ khó khăn góp phần xây dựng nền kinh tế xã hội quyện nhà ngày càng hoàn thiện và phát triển, thu hút mở rộng đầu tư trong và ngoài tỉnh hiện nay nông dân quyền châu thành đã trồng trên 6.500 hectare thanh long trên trụ bê tông, có khoảng 6.000 hectare cây thanh long đang được nông dân khai thác trái. nhờ áp dụng kỹ thuật sông đèn cho trái nghịch mùa đúng quy trình kỹ thuật nên sản lượng thanh long nghịch mùa ở châu thành đạt rất cao, từ 15 tấn cho đến 20 tấn một hecta đối với thanh long ruột trắng, bình quân năng suất đạt 15 tấn một hecta đối với thanh long ruột đỏ. Hiện nông dân trong quyền đang vào thời điểm thu hoạch thanh long nghịch mùa. Thanh long ruột trắng có giá dao động từ 10.000 đồng một ký cho đến 15.000 đồng một ký. Sau khi trừ chi phí thì nông dân có lợi từ 150 cho đến 200 triệu đồng một hecta một vụ. Đặc biệt, từ sau Tết Nguyên đáng đinh dậu cho đến nay thì thanh long ruột đỏ đang xuất giá. Hiện tại giá thanh long ruột đỏ loại 1 có giá dao động từ 40.000 cho đến 45.000 đồng một ký. Mỗi hecta thanh long ruột đỏ sau khi trừ chi phí, nông dân có lợi khoảng 300 triệu đồng. Thanh long giá cao, nông dân rất phấn khởi. Để cây thanh long phát triển bền vững đem lại hiệu quả kinh tế cao, hiện nay thì ủy ban nhân dân huyện cùng với các ngành chức năng đang triển khai thực hiện đề án 2.000 hecta thanh long ứng dụng công nghệ cao. Theo đề án thì quyền khuyến cáo và hướng dẫn nông dân sản xuất theo quy trình GAP để áp dụng quy trình này hội nông dân quyền vận động và thành lập các tổ liên kết sản xuất thanh long sạch. Nông dân quyền Bến Lức thu hoạch vụ lúa đông xuân khoảng 3.000 ha đạt trên 90% diện tích gieo xạ. Năng suất lúa vụ này ước đạt bình quân 5 tấn 1 ha. Được biết vụ đông xuân năm nay tuy gặp nhiều yếu tố bất lợi do thời tiết đầu vụ và thời điểm lúa đàm đồng, nhưng nhờ chủ động ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất nên hầu hết diện tích lúa phát triển khá tốt hiện tại giá lúa tươi loại thường giá dao động từ 4.700 đồng đến 6.000 đồng một ký lúa thơm giá dao động trên 5.000 đồng một ký theo thông lệ hàng năm sau khi thu hoạch xong vụ lúa đông xuân nông dân sẽ bắt tay ngay vào sản xuất vụ lúa hè thu tuy nhiên năm nay thực hiện chủ trương của quyện chuyển đổi sản xuất ba vụ sang còn hai vụ lúa trong năm nhằm phòng tránh thiệt hại do hạn mặn nên sau khi thu hoạch xong vụ lúa đông xuân nông dân tiến hành phơi đất để tái tạo độ phì chờ đến tháng 5, tháng 6 âm lịch khi mùa mưa đến sẽ tiến hành sản xuất vụ hè thu. Hy vọng mùa lúa tới, năng suất sản lượng lúa trên địa bàn quận Bến Lức sẽ ngày càng tăng, mang lại nguồn thu nhập cao hơn cho nông dân, góp phần thực hiện thành công tái cơ cấu nền nông nghiệp theo hướng bền vững. Quyền quỹ Chính Hưng tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong đảng năm 2016 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2017. Đến chữ hội nghị có ông Nguyễn Hữu Nghĩa, bí thư quyền quỹ, quyền Chính Hưng. Năm qua, quỹ ban kiểm tra quyền quỹ và các chi đảng bộ cơ sở đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát theo đúng kế hoạch đã đề ra. Trong năm, các cấp đã tiến hành kiểm tra đối với 13 tổ chức đảng và 13 đảng chiên, giám sát chuyên đề đối với 9 tổ chức đảng và 6 đảng chiên. Ngoài ra, đã tiến hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo và khiển trách 3 đảng chiên vi chi phạm điều lệ đảng công tác giải quyết tố cáo được quỹ ban kiểm tra các cấp xử lý và tham mưu xử lý kịp thời công tác xây dựng kiện toàn bộ máy quỹ ban kiểm tra và cơ quan quỹ ban kiểm tra cấp quỹ các cấp được quan tâm thường xuyên chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra giám sát đã từng bước được nâng lên về trình độ chính trị chuyên môn nghiệp vụ đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao Phát biểu kết luận hội nghị, ông Nguyễn Hữu Nghĩa, bí thư quyền quỹ, đã đánh giá cao công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật trong đảng năm 2016. Đồng thời, ông cũng nhấn mạnh một số nội dung trọng tâm, cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nâng cao vai trò cấp quỹ đảng người đứng đầu. Mở rộng việc giám sát thường xuyên, chủ động nắm chắc tình hình ở tổ chức đảng và đảng chiên, nhất là những nơi có biểu hiện sai phạm, có vấn đề bức xúc mà đảng chiên và nhân dân quan tâm. Tòa án Nhân dân thị xã Kiến Tường tổng kết công tác tòa án năm 2016 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2017. Phó tranh án Tòa án Nhân dân tỉnh Long An Lê Quốc Dũng đến dự. Trong năm 2016, Tòa án Nhân dân thị xã Kiến Tường thụ lý 343 vụ, giải quyết 339 vụ, đạt trên 98%. Cũng trong năm, Tòa án Nhân dân thị xã đã ban hành 63 quyết định thi hành án hình sự, đạt 100% và xác miễn giảm nghĩa vụ thi hành án dân sự 4 vụ. Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo của đại diện Hội thẩm Nhân dân, Thư pháp xã, Diện kiểm sát Nhân dân, cũng như công tác thi hành án về những thuận lợi và khó khăn trong việc phối hợp thụ lý và xử lý vụ án. Có sự phối hợp đồng bộ và thống nhất để từ đó hạn chế vụ việc bị oan sai. Bên cạnh đó, hội nghị cũng được nghe đại diện cơ quan điều tra báo cáo kết quả trong quá trình điều tra để từ đó các vụ án được xét xử đúng người đúng tội năm 2017, Tòa án Nhân dân thị xã Kiến Tường tập trung nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức lối sống của đội ngũ thẩm phán cán bộ công chức, thực hiện tốt quy chế phối hợp với các cơ quan tư pháp trong phòng chống tội phạm, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm. Đẩy nhanh tiến độ giải quyết án đạt từ 90% trở lên so với tổng số án đã thụ lý. Không để án bị quỷ do bị sửa dược quy định của ngành thực hiện phong trào xây dựng gương người tốt việc tốt, các điển hình tiên tiến. Qua đó trong năm 2016 trên địa bàn huyện Thủ Thừa đã có gần 650 cá nhân đạt danh hiệu gương người tốt việc tốt. Hiện nay phong trào xây dựng gương người tốt việc tốt đã được quyện cụ thể hóa các tiêu chí quán triệt đến từng cơ quan đơn vị địa phương, gắn kết việc xây dựng người tốt việc tốt trong việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh qua thực hiện phong trào đã tạo ra những hạt nhân tích cực các điểm sáng chăn quá những tấm gương người tốt diệt tốt được nhân rộng trên một số lĩnh vực trong đời sống xã hội như phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc tính tương thân tương ái xây dựng nhà tình thương khám bệnh tặng quà cho gia đình chính sách người có hoàn cảnh khó khăn có thể nói thời gian qua, phong trào xây dựng gương người tốt việc tốt trên địa bàn huyện đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu điển hình, nổi bật là nhiều gương người tốt đóng góp đất đai để mở rộng một số tuyến đường giao thông nông thôn, có phần cùng với địa phương thực hiện tốt chương trình xây dựng nông thôn mới. Trung tâm dịch vụ việc làm Long An tổ chức viên giao dịch việc làm tháng 2. Tham gia tuyển dụng trực tiếp tài sản có trên 20 doanh nghiệp với nhu cầu tuyển dụng 2.500 người. Tham gia gián tiếp qua website http://dietlam.longan.vn với nhu cầu tuyển dụng trên 10.000 người, tăng gấp 3-4 lần so với các viên giao dịch trước Tết nguyên Đán trong đó có trên 85% lao động phổ thông, còn lại là công nhân, kỹ thuật và lao động có trình độ cao đẳng đại học. Kết thúc viên giao dịch đã có trên 600 lượt lao động được tư vấn, gần 450 hồ sơ được tiếp nhận và gần 300 lao động được tuyển dụng tại sàn. Được biết, ngoài các doanh nghiệp trong tỉnh, phiên giao dịch Việt dị Nam lần này còn thu hút nhiều doanh nghiệp ngoài tỉnh như Bình Dương và Đồng Nai. Các ngành nghề tuyển dụng chủ yếu gồm dệt may, cơ khí, gỗ xuất khẩu lao động, hàng tiêu dùng và dụng bảo vệ, dân tải, bảo hiểm. Theo ban tổ chức, trong khi nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp tăng cao, nhưng nhu cầu tìm việc của người lao động lại ở mức trung bình có khoảng trên 600 lượt người, chủ yếu là sinh viên các trường tham gia tìm việc làm. Số lao động phổ thông có nhu cầu tìm việc làm do chuyển đổi công việc rất ít. Thời gian qua, bên cạnh việc đẩy mạnh phong trào hoạt động từ thiện nhằm kêu gọi nhiều tổ chức cá nhân có lòng hảo tâm giúp đỡ những trường hợp khó khăn cơ nhở, các cấp hội chữ thập đỏ ở quyền Thành Quá cũng dẫn động hội viên tích cực tham gia xây dựng các công trình phúc lợi công cộng tại địa phương. Chỉ tính trong năm 2016 vừa qua, Hội Chiên Chữ Thập Đỏ ở quyện cũng đã tham gia bắt mới 7 cây cầu giao thông nông thôn và sửa chữa 10 cây cầu bị xuống cấp hư hỏng với tổng trị giá là hơn 320 triệu đồng. Song song đó, Hội Chiên cùng với nhân dân còn tổ chức phát dọn sửa chữa rải đá xanh hơn 20 km đường giao thông với tổng trị giá là hơn 130 triệu đồng. Thông qua hoạt động trên đã giúp cho người dân nông thôn được đi lại dễ dàng hơn, đồng thời có phần thúc đẩy phát triển kinh tế văn hóa xã hội ở địa phương. sau đây là phần tin trong nước và thế giới. Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế đã có cảnh báo và khuyến cáo tới cộng đồng về việc chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa sự lây truyền của virus cúm AH7N9 sang người đang có nguy cơ cao xâm nhập vào nước ta. Theo đó, để phòng ngừa virus cúm AH7N9, Bộ Y tế khuyến cáo người dân tuyệt đối không ăn da cầm, các sản phẩm da cầm ốm chết chưa không rõ nguồn gốc, đảm bảo ăn chín uống chín, rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn không giết mổ, vận chuyển, mua bán da cầm và sản phẩm gia cầm không rõ nguồn gốc. Khi phát hiện gia cầm ốm chết, tuyệt đối không được giết mổ và sử dụng, mà phải thông báo ngay cho chính quyền địa phương và đơn vị thú y trên địa bàn. Khi có biểu hiện cúm như là sốt, ho, đau ngực, khó thở có liên quan đến gia cầm, phải đến ngay cơ sở y tế để được tư vấn, khám và điều trị kịp thời. Do nước ta có sự giao lưu thương mại, du lịch lớn với Trung Quốc, đặc biệt là với tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây nơi đã ghi nhận các trường hợp nhiễm cúm AH7N9. Thêm vào đó, việc nhập lậu gia cầm, sản phẩm gia cầm cho nước ta vẫn chưa được kiểm soát triệt để, nên Việt Nam hoàn toàn có nguy cơ bị cúm AH7N9 từ vùng có dịch xâm nhập. Sau nhiều thập kỷ phát triển nhanh chóng, giờ đây Thái Lan trở thành một trong những nền kinh tế lớn nhất châu Á nhưng cũng giống như những nước khác trong khu vực, đất nước này cũng chậm chạp trong nỗ lực chiến đấu với hàng triệu tấn rác được thải ra mỗi năm. Để góp phần giảm thiểu rác thải ra môi trường, sau 5 năm nỗ lực không ngừng nghỉ, Universal Biopack đã trở thành nhà sản xuất bao bì nổi tiếng với những chiếc bát đĩa đựng thức ăn tận dụng phế liệu và không gây hại môi trường. Universal Biopack tự hào gọi tên sản phẩm là bao bì không rác thải, gọi như vậy vì hơn cả nhựa Công ty này sử dụng hỗn hợp từ bột tre và cây khoai mì. Hai loại cây được trồng khắp nơi trên toàn quốc. Ông Vara Anon Vichaskiotin, giám đốc quản lý Universal Biopark tâm sự. Quản lý rác thải là vấn đề lớn ở mọi nơi. Công ty ông đang sử dụng công nghệ tạo bao bì không rác thải, với hy vọng sẽ dần thay thế được các loại hộp xốp và túi nhựa được dứt đầy trong các bãi rác khổng lồ trên toàn Thái Lan. Quý thính giả thân mến, Quý vị vừa theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Long An. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Mến chào tạm biệt.